ba con đang làm xong vậy bà? Con nghe kể. Chị bác tin chân à? Bà, chị ba đi đâu chị ba? Vô nhà, nhà Tiêu cũng không có. Nhà con không có. Xuống thấy đứng chị bà vô. Ê, chị lên tiếng. Bà kêu hả? À, chị ê, xuống mày dép lên nữa chứ ngồi. Xách chai nước mà chứ. Trong cái tô cơm luôn, quay mặt nó kìa chị. Ăn xong cái mặt nhìn thấy chết chảnh chó. Sao? Nhưng ăn xong rồi bỏ chén xuống cái nó trống giống như là ta đây ăn xong rồi vậy đó. Chào cả nhà, chào ông bà cô chú. Chào ông bà cô chú. Welcome to Lico Bono Channel. Hi, chào cả nhà, cảm ơn cả nhà trở lại với thế giới của Lico. Hôm nay, trời ơi, ăn nữa hả? Like this. Chào bà cô chú đi. Anh là cô. Con đây đi học bài hả? Con sẽ đi học bài, hai đứa đi học bài đi. Mời chạp đi, chạp đi hết đi. Ủa? Chắc là sao nó lộn hổ gì không? Mấy em ơi, con đừng có làm ồn được không con? Mấy em ơi, dơ, đừng có để lên bay như vậy. Oops. Khanh nó hút mấy miếng xoài à? Hả? Khanh nó hút mấy miếng xoài à? Chính ơi chính. Chính. Má ăn cho bánh xoài à? Không, để con đi ăn cái nha. Con ngồi kem như rồi, con gọi bà chính xuống ăn được không? Gọi dùm bà chính cho dì hai. Gia đình nha. Mình ngồi ăn đi cưng. Có mắm nêm kìa. Ủa chị, phát xuống là cái gì con này? Phát phát của ai? 6543 à, password của iPad hả? Tiệm gì có đồ ăn sẵn nè, ra đây. Mắm nêm có nè. Mắm nêm làm luôn rồi. Thôi mời cả nhà ăn nha. Thịnh ngồi bên này, Chi ngồi góc này đi. Chứ không thấy. Mời. Jane's coming. Ok. Có chén cái gì đó em lấy cái gì à, ok anh. Ủa chị tưởng cái đó nó cũ rồi chứ mới hả? Gì hỏi gì con? Where's the Crocs stuff that I gave you? You still haven't put it on my shoe. Để gì hai tìm thử ấy. Chắc cha gì hai để đâu rồi, xin lỗi. Gì hai để đâu rồi? Ăn đi con, mời. My friends gave me that. Ô vậy hả? Để gì hai tìm qua thử hả? Nha. Ăn rồi Chi ơi. Em đang lấy cái liên cho nó. Sorry. Please find the water. Please find the water to eat it. Find the water to eat it. What's this? Thật, you want some? Con ơi, con cứ làm rớt đồ rồi. Nắm như là không có cái tay gì đó. Nó đụng cái gì vô con bị rớt như vậy. Rớt hết rồi. Kỳ quá. Ủa mấy đôi đũa để nắm để đâu ta? Is it for these? Yeah. Is that water? Yeah. Nó chỗ già lấy đồ ra. Water? Here. Yeah. What? Hai đứa lấy cái cặp xuống để dưới này. Bring your backpack down so that you can sit on the couch. Dad? Cái cặp không phải là chỗ để lên trên ghế nha. Ăn đi. Đợi lâu quá. How about this? Connor. How about this? Để dưới luôn con. Molly? Uh-huh. What happened? A lot of things are progress learning and this happened. Ngon. What is this? Miếng chán nhúng vô ăn. Why do you have meat too? Thì để nó nhúng vô. Wait, is this hay hay like you can wrap it like that? Mm-hmm.
Love with Whitney. Love with Whitney. You're high. Đồ, 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 đồ. Kêu em. Ok, lấy cái hai xếp cho con. Can I try some? You want some more? Can I have one me? Ok, lấy đi. Ăn này nè, em miếng này nè. Nó lạnh nhất hả? Con phải chấm ớt và ớt cay quá. Can I have it with a different song? Can I have it with a different song? Hmm? Không tốt. Ăn cơm với cá không? Yes. Ăn cơm một luôn. Mua quá. Cám đó. Nhiều lắm mà ăn. Look at my character. Không chịu cả. Look, I like his glasses. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Now you're four, you look. Anthony's. Hai lúc, như này chỗ khác học đi. Cô, ăn thử đó đi nào, chỗ khác học đi. So we can work on the towel. On the towel, nhưng mà đừng có ăn. How much? Three more times. Có cái bánh tráng gì mà không cần nướng hả chị? Ờ, nhưng mà không thấy mặt càng à. Ồ vậy hả? Về ăn hết. Ồ vậy hả? Ồ vậy hả? Sao vậy? Thì bà nhím trăng thôi. Bánh tráng thì nhím trăng. Bánh tráng thì nhím trăng hả? À. Nó khô xong rồi. Giò xong rồi cuốn phải không? Yes. Thấy rất nhiều cái YouTuber họ họ ăn kiểu đó mà không có nhúng. Bây giờ giò nha. Look, vậy hả? I got this. Nhớ như có đũa. Thấy được thơm không? Còn bún không? Có bún kìa. I know. You get over. Oh, I couldn't go in because my fish is gone. Đồ, cố gắng chán. Mình đây không ăn bấm nem. Được ra không? Yeah, could you help me put it in? What is that? The fish. Anh có bún chưa? Ồ, không thích đâu. Là không ăn với vợ chứ. Không, tại đang lấy con về con cuốn cho Thịnh á. Nó đau đó bụng quá rồi, về có cuốn sẵn mà nãy giờ đâu có làm, về đâu có làm được đâu. Con cũng mới về không biết sao mà Thịnh chuyện nhanh hơn con á. Hả? Gì con? Mẹ con kia là metal spoon. The what? A metal spoon. Nói thật chi? Chiếm nghe một phần. Ba con nghe một phần vậy bà. Con nghe kể. Tụi bác tin chân à? Bà, chị ba, đi đâu chị ba? Vô nhà tiêu cũng không có. Nhà con không có.
chú thấy đứng thì bà kêu ê chị lên tiếng chú bà chú, kêu hả à chị ê chú mang dép lên nữa chứ ngồi chết trên nước mà chứ ồ thấy tụi mắc không tụi nó đứng im em dẫn sợ mình ấy mà mắc không ấy đứng im mà lúc đó đứng đi nửa đường rồi hả đây là nửa đường mang dép chân mang dép nữa chứ mang dép mà xách chai nước nữa cha xin giá không đây wow, tao thấy nó giật không được, ít. Bún là bên kia ăn luôn. Bún có cần cô chín cái cuốn bún không? Cần cuốn bún. Má ăn bún này ăn chén bún bao giờ? Từ ngoài ra, bò là từ trong ra nhỉ? Muốn lấy chỗ nào cũng được. Ủa, Thịnh không lấy thịt hả? Thịnh lấy là lấy chút xíu à, Thịnh ăn nhiều thịt lên cơ ngơ nhiều, tại vì luộc nhiều lắm mới ăn chứ để ngày mai là nó bị có mùi. Is this a lấy cái mình lấy nha tặng. Là đây ngồi yên nhé. No, it's not. It's not enough. Cô đừng có để nó chợt. Mommy chưa có bỏ cái case vô. It only sticks on this? No, it doesn't. It's just... Cô mommy chỉ place nó lên vậy thôi con. Cô đừng có đụng vô nó xin rớt. Nó trơn lắm. It's very slippery right now. Em mượn nó vô. Đừng có đụng vô. Chay vậy. Mommy chưa có cái case. Đen là tại chắc là thức khuya cái gì? Thức khuya. Hai cái mắt như hai con gấu trúc. Cô ngồi đi. Học bài. Con vương nãy á. Tôi nói gì nó ớt mà đen. Tôi nói gì nói nó có cái em ấy thì em chơi thì em mua cái gì một đồ rồi em ra. Chị ăn chưa được hả? Chị được. Dùng ăn không? Dùng không ăn chay trường nhưng mà dù như nhiều khi cũng ăn dặm dặm thì vẫn vậy là gì? Vui vậy. Ừ. Nói cờ, giờ ráng cờ dạng thứ biết nó viết phạt nghiệm màu rồi coi như xin là nào đứa con trai nằm được biết sao thôi giờ này nữa mà cũng chắc không có, không biết chừng hai đứa con gái đâu con Vương nói gì thằng này em ở Sài Gòn siêu âm hai lần con con trai con gái không à chừng ấy có ngày đi ẩm ra thằng trai thằng em mà nó điện thoại nó đi mà nó điện thoại cho mấy chị khi nó kiện nhà cả trai gái vui nhà vui cửa hai đứa ngon quá màu mày đẹp đang suy nghĩ lát nên ăn sạch xoài sống bệnh bụng nó yếu sức này chị khó khăn chị củ cải chị cải thảo này kim chi mặn nha ông trong bà chay nha ăn đại đi mấy được trước mua ở Hồng Kông một cái hộp màu đỏ sao á đỏ là chay nhưng màu đỏ ngon ngon hơn mặn không nhưng mà có đợt em xui lắm em mua chưa lần gần như chưa lần nào được lâu 5 lần cũng được một lần ngon à còn nhiều ra số dở hết ở H Mart hay Hồng Kông cũng vậy nữa kim chi thua kim chi chín lần chín lần kim chi ngon lắm hay gì không vậy một tư công nào mà thằng Tư nó mua giờ em nghe coi như không biết là chính đâu. This is hard. Ăn xong, ôi trời, xong cái tô cơm luôn, coi mặt nó kìa chị. Ăn xong cái mặt nhìn thấy cái chảnh chó. Sao? Nhưng mà ăn xong rồi bỏ chén xuống cái nó trống giống như là ta đây ăn xong rồi vậy đó. Rầu thơ, rầu nó tươi ghê, tươi luôn ạ. Để em rầu vô rồi. Chín cuốn luôn. Cái thịt nhiều lắm á nha, phải mua miếng thịt bự. Gì con? Đúng rồi, cảm ơn con. Trời ơi, ăn xong dọn luôn, hôm nay tự nhiên giỏi đột xuất vậy ta. Ok bỏ dưới đó đi cho gì lát gì hai rửa cho. Thật ngon rồi trời Thịnh ăn nhanh ghê rồi. Ăn nhanh ghê luôn. Cay mà. What? Thank you. Oh, cảm ơn.
Dưa leo. Bên kia có dưa leo đó nha. Để anh Thịnh quên, Thịnh nó có dưa leo. Thịnh có lấy không? Lấy hả? Cái gì em muốn đem hả? Mắm trong hả? Không, mắm trong hơi mặn. Nó nói không. Nè. Dạ. Dẹp xuống gì đó. Hồi nãy nó bỏ xuống rồi mà nó đâu xuống đâu mà nó đưa dép lại lên lại. Để em ba nó xếp đôi dép chị ba chắc không đưa thôi đấy. Để giờ xếp xuống mà ăn xuống mà liền mình đi được. This is too hard. I don't know this. Mình biết không? I'm trying. You too. This one or this one or this one? What is that? Remember that one. Nó không có hiểu cái câu này. Nó cần chỉ nó không? Ê không? Đây nó phải tự làm. Như thì bỏ xuống giường cho cơ. Cái nước mặn. You did it? Hmm? You did it? Mm-hmm. So hard. Can I see? Con cho đọc này không? But it says no. No, 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 no. Remember. If you don't know something, make sure you turn it on and listen to it, okay? No! Cái gì vậy? Mỗi lần nó xong một cái bài thì nó được chơi game á. À vậy hả? Con lỡ bấm tay qua hay sao vậy? Con chơi chắc nó trúng thua vậy. This is so hard. I'm gonna do it backwards then. Ăn hôm nay liên tục từ lúc làm ruột sôi ruột đến giờ lúc mà tại do con sôi ruột sao mà con nói cũng đau mà con ăn no cũng đau, giống như nó đau nghe đi, không có tiêu suốt cái ngày luôn á. Oh my god, oh my god, nhớ không? Có. I got these stars. Do what? Sao đợi em sao đợi đấy em chết em sao để lại cái đấy được. Ô chỗ ha. Cả nước mắm hả? Ừ, nhưng mà nó rớt nó mắm đổ đổ đâu trong nước các bạn hả? Đổ 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 chung chứ. Places earthly. The tablet, how do you Same son? It's like a tablet. Look, Connor. Connor, I got it next time. Can you move it? Look. Look, it says it. Mm-hmm. Oh, it's just this one.
Mượn cái hũ mắm đó. À, của Samson. Ủa nhà mấy cái hộp ớt kia là ăn được không? Được. Tại chớ rồi chứ nó như hành. Vừa mắm nêm vừa mắm thường. Kim chi nó làm nó thơm. Còn kim chi chín như làm còn dơ cái hộp kim chi là cái thèm nè. Thơm lắm. Chí làm kim chi ngon, ngọt ăn chí, lúc mà ăn chí ngon. Ăn chí làm kim chi ngon. Đồ chua làm ngon. Nghe cả xoài chua này nọ, sao lúc nào cũng phải làm nó nhiều ha. Không bận. Bận nhậu. Kim chi mà so far mà ngon nhất là ở Tuy Hòa. Ừ. Kim chi mà ăn qua mà thấy ngon nhất là ở Tuy Hòa. Vậy ăn món gì? Tuy Hòa nó có nguyên một cái khu vực toàn là kim chi đủ loại. Wow. Kim chi tét, kim chi chay, kim chi đủ loại, kim chi Việt Nam, kim chi Hàn Quốc. Ừ, không kim chi Việt Nam nữa hả? Đủ loại hết. Rồi nó ngon. Mua cái nào ngon mà nó chua nó mặn, cay, chua, ngọt đầy đủ nó. Perfect luôn. Chúng mình dớ ra cái hộp kim chi này thơm đúng không? Đây không có thơm. Kim chi đây không có thơm. It's this game. Look. Kim chi Hàn Quốc nó làm kim chi nó làm trong cà lai nữa không ngon. Tại em ăn ở chỗ kia, mấy trong cái nhà hàng cũng so far chưa có chỗ nào thật sự là đúng ngon luôn. Nếu nào không thấy nó thiếu thiếu gì lúc mềm, thiếu chưa, lúc thì thiếu giòn, thiếu mặn. Thiếu được chua, thường thường là thiếu được chua. Rồi tại vì nó làm ra ăn bán liền không? Cái Hồng Kông là ngon nhất á. Nhưng đó là của người Hàn Quốc mà làm, tại vì nó là hiệu Hàn Quốc mà. Hiệu nó để là Kim. That's Korean. Kim chi là chính hãng Hàn Quốc. Ủa, con làm bà cho em luôn hả Liam? Huh? I made the last math one. I want him to do it because it's so hard. He wanted to do the harder one. Yeah, because he okay, made the okay, harder one. Okay, okay, làm đi. Cho hôm nay là Hunter. Why do you do that? What do you think your teacher wants you to do that? It's because you don't know and you need practice, right? Đúng không nghe mami nói không? Wait, what? This is not the last one. Anh hai làm cái con rồi làm sao con practice hả? Wait, what? Bài this máy is there's more con nè. Cô biết làm không vậy Liam? More have to do all this work. Trời hôm nay Liam chỉ em làm bài luôn, dễ thương người ta. I will only do one. Hai này qua bên kia làm bài nha thôi. Qua làm bài đây, ông hôm nay ông nhỏ lười rồi. I will help you. You're cheating. Connor? I'm looking at that. Bây giờ rồi đó. No! Bây giờ ông này ổng lười rồi. Không bao giờ đồng điều hết á. Nhỏ rau cái này nó già ra ha. Nhìn sợ lắm cái này, chán nữa. Ở đây không thích nhất là xà lách. Đúng rồi. Làm salad vừa để lên dĩa một cái thấy nó ngon muốn ăn liền luôn. Không đói cũng giống như muốn nắm salad sống ăn không vậy đó. Nên đâu ở Việt Nam dĩa rau đa số đều có lá quế với lại rau ngọt, không phải ngọt, ngọt kiểu mình ăn á. Với lại rau thơm mà phải thơm này loại chi kìa. Nhưng đặc biệt nó không có hăng nha. Còn bên này nó già quá. Nó thơm rất là nhẹ. Rau thơm kia đâu, rau thơm đó Việt Nam nên bên này nó già lắm. Yeah. Rau thơm này ở Việt Nam kêu không dũi. Không dũi này, đúng rồi, không dũi. Nhưng mà Việt Nam là ít ăn không dũi lắm nha. Đa số là rau thơm kia với lại
Ai lâu dĩa đâu mà có lá quế thôi chị. Ăn bánh tráng. Bánh tráng để chết nãy giờ quên chụp hình. Ừ, hôm ngủ vậy, hôm ngủ trở không? Chính gọi sao mà chị Phương gọi vậy? À, Phương gọi à? Rồi buổi sáng thì Phương gọi không? Miss call cho mình gọi lại phải không? Ừ. Đáng giờ mình ngủ dậy rồi. Dậy sớm á. Thành nói chuyện cho mình đây nó ngủ dậy ngủ nước hả? Ừ. Dạ bà hôm nay ơ ác mệt chứ ngủ có 8 giờ mà dậy à? Ừ. Chị đỡ. Hay bây giờ sớm nè. Chín như mấy 10 giờ vậy Phương? Chị hai mi về sớm hơn bình thường. Nhưng mà bây giờ thì đâu có chạy sớm lắm ha. 10 giờ rồi. Vậy em như vậy? Không mà tại mấy bữa giờ hay ở trễ làm thôi. Vậy em gì? Ăn bà xào. You can give me that. Bà xào canh mướt. Như vậy. Ăn cơm trưa không Phương? Lên mạng mình thử cho thấy mình chưa cũ nên mình mới lên mạng. Đâu ăn mà. Đi bên đi 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 gái đi. Nè. Thật còn nhiều quá. Thì giờ mình chơi kiểu kia đi. Mình cuốn bánh nè, cuốn bánh ăn no. Cuốn bánh tráng mà, bánh tráng ăn no. Super Saiyan. Ui. Này nó mới ra cái tablet mobile gì á. Thế kiểu kia nó quảng cáo. Cảm thấy bên đây, cái bên đây coi kia bây giờ không có coi buồn. Nhưng mà coi phim hoạt hình nè, nó hay mà xíu. Cái này nó xíu đúng không? Cái phim thám tử lừng danh nó đọc hay hơn coi phim. Đúng rồi. Tôi mở thể không ngon. Đúng. Honey, cái bo giùm nó có lưng cao chứ? Sao để vậy? Đúng rồi, nằm dưới rồi. Để ráp cái cape không? Mới lộn rồi. Mario. Không đứng, không ở đây không có không đứng, không duỗi, không chứ không đứng. Ở bên Việt Nam không đứng chứ không duỗi. Không đứng là không đâu thơm kia đó. Không ở đây cái đó đắt lắm, không đắt mà. Nó đắt, nó găng nó hắt á. Nó găng nó hăng á. Cái mùi sao không thơm vậy? Ở bên đó cái mùi nó thơm. Bên này già lắm, ăn nó hơi hăng khó chịu. Không duỗi ăn nó ít ngon không đứng. Hồi xưa đâu biết ăn không dữ đâu, tại vì cái kia nó đắng, nó hăng quá cho nên ăn cái này lâu quen. Bữa nào muốn ăn thử mua cho chính ăn thử. Không, bữa hôm cũng có, bữa hôm thấy cũng có đâu mà cộng mà em không ngon. Không ngon phải không? Nó hăng phải không? Hăng lắm. Nhưng mà tại sao cái da bao rồi lúc nào nó cũng dai không? Hình nó làm trên lưng, da lưng không? Đúng rồi. Đúng rồi, nó còn dai, cứng như thế.
nó đẹp không? Quay đẹp, quanh đẹp không? Đấy, công phu nghe luôn. Đấy lúc mới nấu được, mới ruột xong á. Da yeah. Còn nóng nó mềm. Thôi ăn xoài đi. Biết gì thôi. Mấy cái cuốn nhiều lắm à. Cái đây là gì vậy? Củ cải trắng. Thường ở đó nó ngon mà hay nó không ngon. Cho bây giờ ngon. No. Cái đó là 10 lần được 2 lần ngon. Cho bây giờ thấy ngon. Nó không có giòn bằng cái hũ trong Hồng Kông. Cái đó luôn hả? Ừ. Ở vậy hả? Hồng Kông giòn hơn. Tôi ăn đâu. Actually, I didn't got it. But now, I do. You do what, Lily? No, you didn't. Nó có té em không? Why are you trying to make me joke? Oh, you're the joker. Con lụm cái này lên chưa? I'm trying it. Để đó cái áo này. Why are you sitting on it? Lụm lên kéo lên. Ăn nó ngon mà nó không vậy ta. Nó nhanh quá dành mọi tự. Ăn mấy cúng nhỉ? Không biết nữa. Nãy giờ em ăn nhanh lắm, nãy giờ ăn rất là nhanh. Nãy giờ ăn cũng nhiều lắm rồi. Thôi thì chị sẽ ngưng cái video này đây. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi kênh. Cả nhà nhớ đăng ký, like, chia sẻ, comment với phần bình luận cho anh ấy nè. Anh ấy ngồi gì đó à. Cảm ơn cả nhà, chúc cả nhà ngày mới an vui. Bye.